Nếu hỏi cái thứ gì mà đẹp nhất ở trên cái thế gian này, mình cho rằng là đó là cái nhan sắc của người con gái. Chúng ta phải đồng ý nhau một điều rằng là không có cái vẻ đẹp nào mà chúng ta có gây khiến cho chúng ta có nhiều cái cảm xúc, nhiều cái tình yêu thương và cái sự say mê, say đắm giống như là nhan sắc của người phụ nữ. Chúng ta sẽ thấy có những người đàn ông đẹp đúng không? Có những người đàn ông đẹp nhưng mà cũng rất là bình thường thôi, không mang lại nhiều cái cảm xúc giống như người phụ nữ. Người đàn ông đương nhiên là mê nhan sắc của người phụ nữ đẹp, nhưng mà người phụ nữ cũng mê nhan sắc của người phụ nữ đẹp nữa. Còn cái nhan sắc, nói cái đẹp của người đàn ông nó càn hơn rất là nhiều. Và không biết mình có chủ quan hay không, nhưng mà mình thấy đàn ông thì rất là bình thường, còn phụ nữ họ có nhiều cái mà mình phải nói là rất là, nếu mà phân tích cho đúng, đầy đủ thì sẽ cảm thấy người phụ nữ rất là tuyệt vời. Ngoài những cái nhan sắc, những cái nét đẹp mà làm cho chúng ta đều say đắm, say mê, giống như có một câu nói mà đàn ông cả thế giới này đều thuộc lòng, đó là nhất tiếu khuynh thành. Anh hùng không qua ải mỹ nhân. Một cái nụ cười thôi của người phụ nữ thôi, một cái nụ cười của mỹ nhân mà có thể làm chao đảo cả một cái vương triều. Hay là cho dù cái anh hùng cỡ nào, người đàn ông cho dù có là đại ca giang hồ, hay là tể tướng, hay là một cái vị tướng oai dũng, là một vị vua, một vị tổng thống, thì đều cảm thấy nhỏ bé trước người phụ nữ. Ở bên Pháp thì có một cái bài hát mà bên Việt Nam mình dịch ra là cái bài gì đó, nó không ăn khớp lắm về cái lời, nhưng mà nó dịch ra một cái bài hát ở Việt Nam rất là hay. Mà cái lời của nguyên văn á là nói bài lời của bài hát là nói chàng trai nói anh chỉ là một con hổ giấy, cho dù anh có thể rời non lấp bể, anh có thể hùng dũng như những tia chớp, như thần sấm, anh có thể rời non lấp bể, nhưng mà trước em thì anh chỉ là một con hổ giấy. Thì chúng ta thấy được cái điều này. Cho dù là cái xã hội nam quyền, xã hội phong kiến, nó đã chà đạp người phụ nữ, nhưng mà cho người phụ nữ hạ thấp xuống ở chiếu dưới so với đàn ông, nhưng mà chúng ta không thể nào mà không cảm thấy là cái sức mạnh của nữ tính, sức mạnh của nữ giới, sức mạnh mềm cực kỳ tuyệt vời. Và ở trong cái sắc đẹp của họ, ở trong cái tính cách của họ, ở trong cái tâm hồn của họ, ở trong cái khả năng sinh tạo của họ. Ở đây thì chúng ta sẽ phải thấy với nhau một điều thế này: cái người đàn ông không ai có khả năng tạo ra con người, tạo ra một 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 con người thân thể vật lý, nhưng mà người phụ nữ họ có thể tạo ra được con người, đương nhiên là thông qua sự giao phối với đàn ông. Nhưng mà người đàn ông không có mang những cái mầm thai và tạo ra những em bé cực kỳ xinh đẹp thông minh, tại nghĩa là tạo ra đã, tất cả đàn ông đều được sinh ra bởi phụ nữ đúng không nào, và tất cả phụ nữ cũng được sinh ra bởi phụ nữ, và đàn ông không làm được điều đó. Thì mình có nói về một số anh em bạn bè thân á, mà mình thấy một số người là nói chung là nặng lời với vợ rồi, có biểu hiện là ngược đãi phụ nữ, coi thường phụ nữ. Thì mình nói với họ thế này: phụ nữ khi mà họ đã sinh cho chúng ta những đứa con rồi đó, họ đã làm một cái điều phải nói là không 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 đàn ông không ai làm được. Họ đã chịu chịu đau, chịu nặng, mang nặng đẻ đau để mà sinh ra những em bé, sinh ra những đứa con cho chúng ta. Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, đủ để chúng ta yêu thương và tôn trọng họ, đủ để chúng ta
yêu quý họ trọn đời mà không cần phải yêu cầu gì thêm. Nhưng mà nhiều người đàn ông thì lại bắt vợ phải đi làm cản đảng nhiều công việc, từ việc nhà cho đến việc ngoài đường, cho đến từ việc nội trợ cho đến việc kiếm tiền nuôi sống gia đình. Và bắt phụ nữ phải chiều mình đủ thứ. Mình thấy cái xã hội nam quyền nó có rất là nhiều cái tệ bạc với lại phụ nữ. Và chúng ta cần phải hiểu, chúng ta cần phải nhìn nhận để thấy được, để ứng xử đúng với những cái thiên thần của chúng ta, những nàng tiên của chúng ta. Thực sự người phụ nữ giống như những thiên thần và những cô tiên, họ rất là đẹp. Khi mà chúng ta nhìn nhận đúng thì chúng ta thêm cái tình yêu thương. Và đương nhiên khi chúng ta yêu thương, quý trọng cái người phụ nữ thì họ cũng sẽ yêu thương và quý trọng chúng ta. Nó sẽ có nhiều cái lý do để mà chúng ta yêu thương và trân trọng họ. Như Đoàn Ghi Lâm nói, thứ nhất là họ rất là đẹp. Không có một cái sinh tạo nào trên thế gian này mà lại đẹp bằng cái nhan sắc người phụ nữ, làm cho chúng ta rung động nhiều như người phụ nữ. Thứ hai, họ đã là duy trì nòi giống, làm cái một cái công việc cực kỳ khó khăn và nguy hiểm và đầy vất vả, đó là sinh con, đẻ cháu. Đó. Và người phụ nữ họ là một cái gì đó giống như là người ta nói phụ nữ là phong thủy của gia đình. Ở trong gia đình có người phụ nữ, mọi thứ nó êm đềm, nó được sắp đặt rất là chỉnh chu, và đó thực sự là đời sống gia đình. Đàn ông có thể chinh chiến bên ngoài, tạo ra nhiều của cải vật chất bên ngoài, nhưng mà một cái mái ấm tình thương, một cái hạnh phúc gia đình là do người phụ nữ vun đắp. Cho nên cái vai trò của người phụ nữ trong gia đình rất là quan trọng. Và nếu mà người phụ nữ mà quẩy là gia đình bánh liền, người đàn ông quẩy có thể chưa đủ sức để mà làm cái gia đình đó banh xác, nhưng mà người phụ nữ mà đã nổi loạn thì cái gia đình đó là banh liền đó, hạnh phúc vỡ tan đó. Và chúng ta phải hiểu một cái điều sâu xa thế này nè, theo về nghiên cứu sinh học đó, đúng không, mọi người học qua sinh học đều biết ha, thì phụ nữ sinh ra bởi một cặp nhiễm sắc thể là XX, còn đàn ông là sinh ra bởi cặp nhiễm sắc thể là XY, đúng không? Thì người phụ nữ người ta đã cân bằng, người ta đã rất là cân bằng ngay từ trong tế bào, ngay từ trong cái nhiễm sắc thể, ngay từ nguồn gốc của họ, họ rất là cân bằng. Cho nên vì sao họ nhu mì, họ hiền lành, họ nhẹ nhàng, họ đằm thắm và họ không có bạo lực. Trong khi người đàn ông thì sinh ra đã mất cân bằng rồi, nhiễm sắc thể một bên X một bên Y thì mất cân bằng. Và vì sao mà người đàn ông lại rất là dễ nóng giận, rất là thích lao ra bên ngoài, thích tìm kiếm, thích khám phá? Bởi vì người đàn ông luôn luôn bị mất cân bằng và muốn tìm kiếm cái gì đó để cân bằng lại cuộc sống của mình. Đó là một cái nó sâu xa ở trong bản chất, sâu xa ở trong cấu tạo, sâu xa ở trong cái nguồn cội. Và chúng ta thấy, nếu mà nghiên cứu lịch sử thì chúng ta thấy trước đây thì hầu hết nhân loại đều ở trong cái chế độ mẫu hệ, đúng không? Phần lớn lịch sử nhân loại là ở trong cái chế độ mẫu hệ, và ở đây bây giờ còn duy trì cái chế độ mẫu hệ ở các cái vùng dân tộc ít người. Chúng ta sẽ quan sát thấy thế này nè, khi mà ở chế độ mẫu hệ đó, khi mà phụ nữ nắm quyền đó, ở thời cổ đại đó, thì hầu như không có chiến tranh, xã hội rất là hòa bình, đầy yêu thương, và cái người đàn ông sẽ đúng chức phận của mình, phục vụ cho những cái công việc nặng nhọc hay là những cái hoạt động bên ngoài. Còn phụ nữ sẽ là người cầm chịch tất cả và quản xuyến tất cả. Người đàn ông giống như là đi săn bắt hái lượm hay kiếm tiền về đưa cho phụ nữ quản lý và điều hành, điều phối. Mọi thứ nó rất là êm như vậy. Cho đến một ngày nào đó, đàn ông nổi dậy bằng cái bạo lực. Đàn ông dùng cái bạo lực để lật đổ phụ nữ và lên nắm quyền. Và khi mà đàn ông nắm quyền,
thì đàn ông bắt đầu sử dụng bạo lực để chiến tranh, giết nhau và tạo ra chiến tranh triền miên trong suốt cái chiều dài chế độ nam quyền, chế độ phủ quyền, thì là chiến tranh rất là nhiều. Và chúng ta thấy lịch sử nhân loại từ ngày đó đến bây giờ là liên tục có chiến tranh, liên tục có chiến tranh, cho đến bây giờ cũng vậy. Và người phụ nữ đã phải lùi về một cái góc rất là nhỏ trong cuộc sống, và với những cái chức phận đã bị giảm đi rất là nhiều. Đó. Và chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta có một cái nhìn nhận, có một cái sự tìm hiểu và hiểu biết trở lại, thì chúng ta sẽ điều chỉnh trong cái mối quan hệ của mình đối với một cái phần rất là tuyệt diệu của cuộc sống, để chúng ta có được cái cân bằng. Chúng ta không phải tìm kiếm cái sự cân bằng qua những cái bạo lực, qua những cái khám phá mạo hiểm. Chúng ta có sẵn một cái sự cân bằng ở bên cạnh. Và khi mà chúng ta trân trọng cái điều đó, quan tâm điều đó và xây dựng, giúp đỡ, thì chúng ta sẽ có được nhiều giá trị mà từ người phụ nữ mang tới. Và chúng ta cũng có thể quan sát thấy này, cái trong cái giai đoạn này, mặc dù là chúng ta đang ở một cái thời đại mà nam quyền nó thể hiện rất là sâu sắc, rất là áp đảo, nhưng chúng ta vẫn thấy cái sức mạnh của cái người phụ nữ vẫn không bị che đi, lấp đi nhiều. Chúng ta có thể quan sát trong các cái môi trường khởi nghiệp, môi trường công việc và những cái môi trường khác. Đương nhiên là ở những cái môi trường mà nó mang tính là giống như chính trị hay quân đội, quân sự, thì đương nhiên là phụ nữ không thể hiện cái quyền năng của mình ở đó nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy trong các cái môi trường về kinh doanh hay là những cái trong cái đời sống gia đình, chúng ta thấy cái vai trò của người phụ nữ rất là lớn. Và nhiều tôi thấy được rằng trong môi trường kinh doanh và cuộc sống gia đình ấy, nhiều người phụ nữ đã trở thành trụ cột luôn. Khi họ sinh con đẻ cái xong rồi, họ quay ra họ làm ăn, và họ làm ăn rất là giỏi. Và mình thấy cái người phụ nữ thực sự là giỏi hơn đàn ông, giỏi hơn đàn ông, bền bỉ hơn đàn ông. Và họ đã làm ra rất là nhiều, họ đã chu toàn được nhiều việc hơn. Và đàn ông lại sinh ra là ham chơi, cờ bạc, rượu chè, rồi bấp bênh ở trong sự nghiệp. Nhưng người phụ nữ thì người ta bền chặt, kỹ và mọi thứ nó êm hơn. Ok, chúng ta có thể là trao đổi thêm về chủ đề này, có thể bằng những cái comment, bằng những cái bình luận ở dưới. Xin chào tạm biệt.